Có bao giờ bạn đặt câu hỏi tại sao? Tại sao có nhiều người đạt được thành công một cách rất là dễ dàng, nhưng những số khác thì không? Tại sao có những người cha mẹ nuôi dạy con rất là thoải mái, nhưng có những người cảm thấy áp lực và căng thẳng? Tại sao có những đứa trẻ thành công vui vẻ, nhưng có những đứa trẻ ngang bướng, cứng đầu? Trong suốt hơn 10 năm qua, tôi đã huấn luyện và giúp đỡ cho hơn 100.000 người Việt ở khắp nơi trên thế giới có được cái cuộc sống thành công và hạnh phúc hơn. Và tôi đã hiểu được cái nguyên nhân tại sao có nhiều người họ rời bỏ cái mục tiêu của mình và gặp khó khăn trong cái hành trình nuôi dạy con của họ, là bởi vì có 4 cái nguyên nhân chính. Thứ nhất là bởi vì cái suy nghĩ tiêu cực. Thứ hai là cái cảm xúc tiêu cực. Thứ ba là cái niềm tin giới hạn. Và cuối cùng đó chính là những hành vi xấu. Những điều này lặp đi lặp lại và tạo ra những phẩm chất và những thói quen độc hại. Thật không may, có hơn 95% con người ta chọn cách bỏ cuộc. Và họ để cho 4 cái rào cản này lặp đi lặp lại và tạo ra những thói quen độc hại, và khiến cho họ không bao giờ thành công và không thể sống một cuộc đời xứng đáng. Và đương nhiên, họ sẽ tác động lên con cái của họ bằng những thói quen độc hại này, dẫn đến sự tiếp diễn không hồi kết. Đây chính là vấn đề gốc rễ tồn tại trong nhiều thế hệ gia đình Việt Nam hàng ngàn năm qua, cho đến tận ngày hôm nay mà vẫn chưa có giải pháp. Và những rào cản này xuất hiện từ người lớn cho đến trẻ em, khiến cho người ta không thể đi đến mục tiêu của cuộc đời mình. Giải pháp duy nhất để giải quyết vấn đề này là chính cái người phụ huynh phải thay đổi cái tư duy và cái thói quen của mình. Từ đó mới có thể ảnh hưởng đến cách giáo dục con trẻ. Và đó là lý do Táo Vàng ra đời. Táo Vàng là ứng dụng giáo dục thế hệ mới, giúp cho chúng ta, thứ nhất, phá bỏ tất cả mọi rào cản tâm lý và thói quen độc hại, giúp phụ huynh xác định được mục tiêu cuộc đời và xây dựng niềm tin mạnh mẽ thông qua khế ước thịnh vượng. Thứ hai, muốn đạt được thành công thì phải có thói quen và phẩm chất của người thành công. Ứng dụng Táo Vàng sẽ giúp cho gia đình của bạn rèn luyện 50 phẩm chất và thói quen của người thành công. Tuyệt vời hơn nữa, bạn sẽ được nâng cấp bản thân bằng những bài học độc quyền đến từ Táo Vàng: Bí mật con trẻ, 21 ngày đồng hành cùng con trưởng thành. Và điều đặc biệt, bạn sẽ được ứng dụng hơn 11 quy trình giúp cho bạn xóa bỏ những rào cản tiêu cực. Bước cuối cùng sau khi rèn luyện thói quen chính là tích lũy tài sản của người thành công bằng 4 chiếc lọ. Và 4 chiếc lọ đó là phúc đức, trí tuệ, biết ơn và tài chính. Chúng ta phải hiểu rằng, muốn thay đổi được hoa trái thì phải bắt đầu từ gốc rễ. Muốn thay đổi được cuộc đời phải bắt đầu từ cái việc thay đổi những thói quen. Giá trị thật sự bạn nhận được từ Táo Vàng là xây dựng nền tảng vững chắc, niềm tin mạnh mẽ, thiết lập được lộ trình phát triển bản thân toàn diện, hướng đến thành công dành cho cha mẹ và con trẻ. Và sau sự nỗ lực không ngừng nghỉ, Táo Vàng đã nhận được sự ủng hộ, đồng hành của nhiều cá nhân và tổ chức uy tín trong và ngoài nước. Mang trong mình khát khao đem nền giáo dục hiện đại đến với hàng triệu phụ huynh và trẻ em trên toàn cầu, kỷ lục gia thế giới Trần Quốc Phúc đã tạo nên Táo Vàng cùng sự góp mặt của đội ngũ cố vấn hùng mạnh, bao gồm Tiến sĩ Lê Trần Trường An, Tổng Giám đốc Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, Tiến sĩ Thang Văn Phúc, Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Trung ương Hội Kỷ lục Việt Nam, Tiến sĩ Ngô Quang Xuân, Nguyên Đại sứ Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc, Giám đốc Tổ chức Kỷ lục Người Việt Toàn cầu, Mr. By High Man, diễn giả quốc tế, thạc sĩ, nhà đào tạo quản trị kinh doanh tại Singapore. Cùng với sự đồng hành của Hoa hậu Ngô Phương Lan, Hoa hậu Thế giới Người Việt Toàn cầu năm 2007, trong vai trò là đại sứ thương hiệu của Táo Vàng Vườn Tâm Hồn. Táo Vàng là sản phẩm giáo dục đặc biệt, hứa hẹn tạo nên những chuyển đổi ấn tượng và mang tầm vĩ mô, hướng đến cột mốc 10 triệu gia đình toàn cầu hạnh phúc và thịnh vượng, xây dựng cộng đồng 100.000 đại sứ nhân ái với sứ mệnh lan tỏa Táo Vàng đến mọi gia đình người Việt trên toàn cầu. Táo Vàng đã vinh dự được xuất hiện trên các kênh truyền thông uy tín nhất tại Việt Nam như đài truyền hình VTV, HTV, Báo Thanh Niên, Doanh Nhân, Tuổi Trẻ, Người Lao Động, và được sự bảo trợ của Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam và Tổ chức Kỷ lục Người Việt Toàn cầu. Muốn đổ quả, phải thay nhân. Muốn trái ngọt, phải ươm mầm. Muốn tương lai tốt đẹp, phải bắt đầu từ hiện tại. Táo Vàng, thay thói quen, đổi cuộc đời.